Đang xin chào bạn. Sau này đang xin giới thiệu các bạn cần Hending X1 chiều dài 63, độ cứng 5H. Dòng Hending này dòng bình dân đang vừa phân nhập và phân phối trực tiếp từ hãng Hending. Đây, quay chi tiết phần đốt gốc cho bạn xem. Đây là tên cần các bạn, Hending Fixing X1. Đây là mã số Hending 1803. Đây, X1 vào nhé. Carbon xoắn. Đỏ đen kết hợp rất đều các bạn. Đấy, X1. Đấy, power. Super sinh. Hending. Đây là tem của Hending. Đấy, và đấy, sẽ có cảnh báo đó các bạn. Cảnh báo của nhà sản xuất. Đó. Hending hiệu của Hending. À, cảnh báo và mã vạch của nhà sản xuất đây bạn. Bạn không nên câu vào đường điện cao thế và nó sẽ dẫn đến phóng điện vì cái dòng carbon này sẽ truyền truyền điện. Sẽ tháo từng rút một cho các bạn xem. Review một là từng đốt một. Đốt thứ hai. Review đốt gốc các bạn nhé. Phần giữa này thì nó xoắn xoắn như này giống nhau thôi. Đốt gốc thì cũng giống nhau. Và đốt ngọn đây bạn. Ngọn. Chui gốc này, chui cần bịt gốc này các bạn, chui cần bịt gốc các bạn để mắc dây bảo hiểm chống khi nào các bạn va vào hàng thì dòng nó đơn giản hơn. Cái này có thể thu thu gọn đó, rất đơn giản, sử dụng cũng dễ thôi các bạn. Sẽ bạn là chống nó tụt ra nó rơi đốt ra ngoài. Tháo đầu bịt ra. Review cho các bạn cái phối màu và đầu của nóng. Đấy. Màu đầu của nóng này. Đỏ đen. Đấy các bạn nhìn. Rất đẹp. Rất ấn tượng. Đấy. Dòng này thì lại không có vòng kim loại để bịt chống nứt. Mà các bạn yên tâm, ổn thôi. Sản xuất thì người ta cũng tính toán cả rồi, các bạn không lo vấn đề bịt này đâu. Tiếp theo là cân cho bạn cái trọng lượng của cần. Đấy, trọng lượng cần này. Lấy nét lại các bạn ạ. Trọng lượng của cần 63. Sáu mét ba là 210 gram. Bạn nhìn kia, 210 gram các bạn. Đo đường kính các bạn. Dòng X1 này thì Hải đang có một size đó các bạn, size 6.3. Đo đường kính ngọn các bạn nhé, đường kính ngọn. Tầm ly 2 các bạn. À, tầm ly 2 gì đấy. Chiều dài thu gọn các bạn nhé. Đo chiều dài thu gọn.
Chiều dài thu gọn chắc chắn là hơn 1 mét rồi. Không biết mấy mấy. Đo cho nó chuẩn. Một mét hai các bạn ạ. 6m3 nó dài hơn những cái dòng bình thường mà 10 phân, 10 cm. Đấy. Đấy, vừa rồi Hải Đăng vệ sinh đã giới thiệu các bạn cần tay, còn gọi là cần câu đài của hãng Hennin sản xuất X1. Hiện Hải Đăng đang phân phối một size 6m3, độ cứng 5H, đốt ngọn là 1 ly 2 và chiều dài thu gọn là 1m2, toàn 1 2. Hải Đăng xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đăng Fishing.